Xin chào đồng thể anh chị em à, Mình giới thiệu với anh chị Bioner xe 06 giá 8 triệu ha Bioner họ thiết kế cái dòng sản phẩm rất là độc lạ này theo kiểu vòng tròn một cái bát 25 úp xuống đất và xung quanh nó có ba cái mít ba cái chép tổng cộng cứ một thùng loa là nó có 7 cái loa à, ngay nhạc cổ rất là tốt nha Đây. rất là độc và lạ nhìn rất là đẹp ha dòng này cho âm thanh lan tỏa rất là tốt khi mình nghe băng cối thì tiếng nó tốt nó hay lắm nghe phòng rộng được phòng bé được rất ok luôn đặc biệt thiết kế rất là cổ rất là đẹp yeah. nha tấm lưới rất là đẹp luôn lưới theo dạng mắt cáo cổ bằng gỗ ha cực kỳ đẹp à yeah lưới giống như 88A99A luôn rất cổ đây chúng ta có cái tem Gunner ha rồi trong loa này thì hiện tại có giá bên Thái Auto là 8 triệu anh chị nếu thích dòng nào thì cứ alo cho mình để mình tư vấn ha. Chúc anh chị nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn. Hẹn gặp lại.